Chào cả nhà trở lại. Trong đời sống vợ chồng, gặp được người tâm ý hợp là ân, ở cùng người luôn nghịch ý mình là oán. Đã là oán nên giải không nên kết. Nếu bạn đang có một cuộc sống hôn nhân viên dung, cùng tâm ý trong nhiều mặt của cuộc sống, nhất là lòng bao dung con người và niềm tin tín ngưỡng, xin chúc mừng, bạn đã tu ít nhất 3 kiếp mới có được người như thế. Hãy cố gắng dung dưỡng. Ngược lại, nếu đã trải qua hay đang có một cuộc hôn nhân đau khổ, đời trước bạn đã kết oán, đời này cộng nghiệp để trả. Thậm chí, những người gây đau khổ cho nhau, chính họ không thể giải thích lý do vì sao như thế. Hãy tự hỏi, vì sao có những người được phước? Bản thân ta có những việc rất kém phước, nhất là chuyện tình cảm hay tiền bạc. Họa phước tình cảm và tiền bạc có thể thấy trong sinh thần bát tự. Vậy họa phước ấy từ đâu sanh? Phải chăng do nghiệp quả từ đời quá khứ? Người tỉnh sẽ biết người đang mê trong mộng. Người có thiên nhãn thông biết được đời quá khứ. Ví như người trồng trọt biết hạt giống loại tốt loại kém như thế nào. Mệnh của ta cũng như thế. Khi than trời trách người, ta không thấy được nghiệp quả đời quá khứ. Không tự dưng ta có ngày tháng năm sinh này. Không tự dưng ta cộng nghiệp cùng những người nghịch với ta. Khải Toàn xin chia sẻ 3 câu chuyện về đời thực. Một gia đình chị Hạnh tuổi Sửu ở Bình Chánh. Anh chị cùng niềm tin tín ngưỡng và lòng bao dung con người. Thứ hai, một anh tên B, người rất tin Phật Pháp, muốn làm lành tránh dữ, nhưng vợ không đồng cảm và cả phản đối. Ba, một bạn trẻ tên Trung, tuổi Tý, đạo Kitô giáo, nhưng vợ lại theo Phật giáo, sống ở Vũng Tàu, cuộc sống vẫn hạnh phúc. Thời gian trước, chị Hạnh cần tham vấn về việc sửa nhà, mời Khải Toàn đến thăm và trò chuyện. Anh chị là người miền Trung vào Sài Gòn lập nghiệp nhiều năm trước. Vợ chồng đồng thuận trong nhiều vấn đề cuộc sống, từ công việc đến nuôi dạy con và nhất là vấn đề tín ngưỡng. Nhà anh chị có gian phòng thờ nhỏ, tuy nhiên rất trang nghiêm và ấm cúng, mỗi ngày hai thời chị trì kinh. Nhà ở trong một con hẻm ở Bình Chánh, sân nhà tầm 4 mét, đối diện là rào chắn có tôn cũ đã rỉ sét. Khải Toàn hỏi thăm, anh chị có qua lại với hàng xóm ấy hay không? Mục đích là cần nương vào họ, có thể tặng ít trái cây cho họ, xin họ cho sơn lại. Trước cửa nhà chúng ta nên ưa nhìn, vì mỗi ngày ta ra cửa bên ngoài ta thấy những gì mang tính khó chịu đó là phong thủy kém, những gì dễ chịu, tươi vui là phong thủy tốt. Chị đáp, anh hàng xóm ấy rất khó chịu với cả hàng xóm. Riêng nhà anh chị luôn ôn hòa với nhau, vì vậy việc này không có vấn đề. Muốn nhờ gì chị có thể qua mở lời. Đúng với câu Đại Đức đã dạy, hàng xóm khó chịu, ta chịu khó. Cũng cách đây vài tuần, một vị xem kênh nhắn tin hỏi em, hàng xóm đối diện luôn xung đột với nhau. Nay họ xỉa thẳng một loạt máy hút bụi, máy xông qua thẳng ngôi nhà của mình, hỏi Khải Toàn cách hóa giải. Những loại máy ấy xông thẳng qua nhà của mình là sát khí. Thú thật với chư vị, ta đã gây oán hoặc không thể đoạn hết oán với hàng xóm, với cả môi trường sống, không có thầy phong thủy nào hay pháp khí gì có thể hóa giải được. Với gia đình chị Hạnh, người có niềm tin về tín ngưỡng, sống chan hòa với những người xung quanh, có lòng bao dung với người cần giúp, đó chính là linh đơn mang lại hạnh phúc cho gia đạo, cho tâm thân của mình, ứng với câu người phước ở đất phước người phước ở. Vợ chồng là nghiệp duyên, báo ân hay báo oán, đòi nợ hay trả nợ. Vì không duyên không nợ không thể kết giao. Câu chuyện thứ hai, có một gia đạo kém êm ấm, vợ chồng không đồng thuận. Anh B kết duyên với Khải Toàn qua đợt thiện nguyện tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, sau đó anh mở lời cần tham vấn. Bản thân anh trước kia đã từng thất bại, đau khổ, tìm đến Phật Pháp, nương vào Phật Pháp, hiểu được lý nhân quả. Nay ra sức, nghĩ thiện, hành thiện, phát tâm thiện nguyện. Hiện nay cuộc sống vẫn rất nhiều khó khăn, công việc kém, phương pháp tu tập chưa rõ ràng lắm.
dù tâm thân anh rất muốn thay đổi nên ra sức hành thiện. Có một đợt thiện nguyện, anh muốn đi cùng, muốn dẫn đứa con đi cùng, nhưng người vợ bảo rằng đừng làm việc thiện ấy, hãy làm việc thiện ở nhà, dẫn con đi lớp ngoại khóa. Mỗi người mỗi quan điểm về thiện nguyện. Anh đã cố giải thích nhưng vợ không thuận lòng. Nhà anh có thờ gia tiên, thờ nhiều vị Phật, thần, thánh. Bản thân anh mỗi ngày trì kinh Địa Tạng, niệm Phật A-di-đà, Quán Thế Âm Bồ Tát, chú Đại Bi và cả sám hối. Đối với bản thân em, hành trì như thế là quá nhiều công phu. Nhưng không khéo, toàn là tạp. Có lượng nhưng không có chất. Tu nhưng không tu, vì hợp lý không hợp sự. Giả dụ đọc kinh không hiểu nghĩa, tâm chưa mở, nên việc làm thiện không khéo sẽ là ác. Khải Toàn gửi kèm cho anh ấy một video khai thị, nhắn anh ấy nghe tầm hơn 50 lần và cố gắng thuận theo những người sống trong nhà. Đó chính là pháp tu phù hợp với hoàn cảnh của anh. Anh phải chỉnh sửa sao cho anh và người trong gia đạo an hòa, là đúng với pháp môn anh đã theo. Anh tụng Quán Thế Âm Bồ Tát và chú Đại Bi, hai bộ kinh này đại biểu cho từ bi. Khéo giữ khẩu nghiệp là từ bi, không nói lỗi người, không làm cho người sân giận, cho người oán là từ bi. Từ bi là làm cho người an vui. Anh trì kinh Địa Tạng, ý nghĩa của kinh Địa Tạng là xông vào nơi nguy hiểm để độ người. Anh lại đang bỏ qua chính người vợ của mình. Dù cô đôi khi ăn chay nhưng không theo kinh, không niệm Phật, chưa tin vào pháp Phật. Anh đọc kinh sám hối nhưng oán cũ chưa hết, oán mới lại kết thêm. Anh đọc kinh hay niệm Phật A-di-đà, mong về phương Tây Cực Lạc, mong đến cõi tịnh, thoát khỏi cõi uế. Nhưng tâm còn loạn, tâm loạn thì cõi nào cũng loạn. Trong kinh có ghi, tâm tịnh thì cõi Phật tịnh. Muốn về phương Tây Cực Lạc thì niệm Phật đến, nhất tâm bất loạn. Trường hợp của anh hiện tại chưa được có gia đạo hạnh phúc, người vợ của anh không cùng tín ngưỡng, thật khó để tu hành, rất nhiều chướng ngại. Chỉ cần anh vững tâm, lấy đời sống hàng ngày ra tu sửa, sửa sao cho người trong nhà an hòa, không cần phải hành trì quá nhiều pháp môn, một môn thâm nhập trường kỳ huân tu. Nếu chư vị nghe câu này quen, tức chúng ta có chung một vị thầy, cùng chung một tâm ý. Bản thân Khải Toàn cũng không chọn quá nhiều pháp môn, vì khả năng có hạn, thời gian có hạn, sức lực và trí lực có hạn. Tóm lại câu chuyện của anh B, anh muốn làm lành theo lời Phật dạy, nhưng người vợ lại không thuận ý, tức anh chưa thông đạt giáo lý của pháp Phật. Pháp Phật dạy, người ta gặp không ngoài bốn duyên: báo ân, báo oán, đòi nợ, trả nợ. Duyên phước chưa đủ, ta chưa thể gặp người cùng niềm tin tín ngưỡng, chưa thể gặp người cùng lòng bao dung, thế thì phải ráng mà tu thêm, tu mười thiện, tu lục độ hạnh. Câu chuyện thứ ba về tình cảm vợ chồng Viên Dung. Chồng là người theo Kitô giáo, vợ theo Phật giáo, vẫn có một cuộc sống an hòa. Anh Trung tuy còn trẻ nhưng rất siêng năng làm ăn, có tài sản đất đai. Vì mệnh của anh lần đầu xem Khải Toàn thấy vốn là mệnh có tài khố. Anh từ nhỏ theo Chúa, tin vào pháp Phật, đến nơi nào đều kính lễ. Một lần xem cho anh tại một mặt bằng lớn để kinh doanh, anh kể: em đến đây lần đầu em thưa, xin thổ thần thổ địa, xin chư thiên, con là người ngoại đạo, không biết cúng kiến gì, con xin kính lễ. Nay mai con sẽ đến ngôi chùa Y, xin cúng dường Tam Bảo, xin chư vị gia hộ. Ôi, người biết kính như thế, mảnh đất nào cũng sẽ là mảnh đất phước. Anh kể rằng trước kia khi vợ mang thai, vợ mở kinh Địa Tạng, mở chú Đại Bi, rồi niệm Phật, mong giúp cho đứa trẻ được kết duyên lành với pháp Phật. Anh không phản đối và vui vẻ nói, đạo ai người ấy giữ.
Anh Trung tuy còn trẻ nhưng là người rất tiềm năng trong tương lai, thành công trong công việc và thành công trong gia đình. Anh tuy không theo Phật nhưng sống với giáo lý của nhà Phật. Một là phá chấp, hai là biết kính người dương, kính người âm. Dù ở mảnh đất nào cũng là mảnh đất phước, dù sống trong hoàn cảnh nào cũng sẽ được an ổn. Anh có được người vợ cùng tâm ý hợp, dù khác tín ngưỡng nhưng bản thân anh tin tín ngưỡng của vợ cũng là do phước đức nhân duyên. Tình cảm vợ chồng là ân hay oán? Phước tình cảm có thể thấy trong sinh thần bát tự. Có những cách cục bát tự vô cùng kém duyên trong tình cảm. Ví dụ người nữ sinh mệnh ngày có chữ canh hay người có sa hồng diễm. Để hóa giải kém duyên tình cảm không gì bằng tu pháp từ bi. Chư vị có tín ngưỡng, hành trì giáo pháp trong kinh là phước duyên. Khi con cái trưởng thành, hãy khuyên chúng tìm đối tượng hôn nhân cùng tín ngưỡng, cùng lòng bao dung nhân ái. Đó chính là linh đơn hạnh phúc cho gia đình. Tuy nhiên, nghiệp quả mỗi người không như nhau. Oán đời trước đã gây, chắc chắn đời này sẽ kết duyên để trả nợ. Người may mắn thì kết hôn lần đầu trong đau khổ, ly hôn trong đau khổ, nhưng lần hai có được một gia đạo viên dung. Người tạo nghiệp không quá sâu nặng, gặp và trả cho một người, tự mình tỉnh ngộ, quyết tâm tu tập để lần hai có được một tình cảm tốt đẹp. Người may mắn hơn thế là người đã từng đau khổ và chia ly, rồi sau đó thoát ly khỏi tình cảm của thế gian, dù độc thân vẫn an vui tự tại. Ái dục, sắc dục là hai thứ khiến con người mãi phiền não khổ đau, không thể thoát ra được. Ngược lại, người không đủ phước duyên, không quyết tâm tu sửa, không chỉ một lần thất bại trong tình cảm mà ngay cả lần hai, lần ba cũng rơi vào đau khổ vì tình cảm. Mỗi lần dính vào tình cảm thế gian là mỗi lần đau khổ. Khi ấy, nếu đổ lỗi cho số phận, số tôi phải như vậy, nghiệp tôi phải như vậy, thì bạn không còn chút hy vọng nào để thay đổi vận mệnh, chỉ còn than trời trách người. Người vốn kém phước trong tình cảm, trước là tu pháp bố thí lòng từ bi, sau là không mong cầu tình cảm của đối phương, cuối là tu lục độ hạnh của Bồ Tát. Nếu ai đó vẫn còn đau khổ phiền não vì tình cảm, tức là đang còn trong mê lầm. Hãy tự hỏi, ngày nào cũng có mặt trời, vì sao có ngày sáng, ngày tối? Hãy tự hỏi, gương vốn dĩ trong, vì sao qua thời gian lại bị mờ tối? Khải Toàn cảm ơn cả nhà đã xem, chúc cả nhà tâm thân an lạc.